Đạo Phật sau nhiều vụ lùm xùm trên mạng xã hội, Hiền Hồ là nghệ sĩ tiếp theo hướng Phật sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt. Với những ai yêu mến và thường xuyên theo dõi về Hiền Hồ, chắc chắn đều biết rằng thời gian gần đây nữ ca sĩ thường xuyên thiền tị, đi chùa và làm thiện nguyện. Mới đây trong thời gian cách ly xã hội do dịch Covid-19, Hiền Hồ đã quyết định lên Đà Lạt để sống chậm lại. Rời xa những xô bồ của thành phố đông đúc và thị phi showbiz, loạt ảnh thuần khiết và thoải mái của Hiền Hồ trong thời gian ở Đà Lạt tránh dịch vừa qua. Không cần trang phục cầu kỳ, chủ nhân hit em của ngày xưa khác rồi mặc đồ đi lễ, đeo hạt tràng nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp. Trên trang cá nhân, Hiền Hồ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi lễ chùa, ngồi thiền, ăn chay vào ngày rằm mùng 1. Bên cạnh các lịch trình và hoạt động nghệ thuật, Hiền Hồ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân qua các chuyến nghỉ dưỡng ở nhiều nơi. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 cũng ngộ ra nhiều triết lý trong cuộc sống nhờ hướng tâm theo đạo Phật. Mới đây Hiền Hồ chia sẻ loạt ảnh giản dị bên sư cô kèm dòng trạng thái cảm ơn những vấp ngã trong cuộc đời này. Có vẻ như sau những lần vấp ngã giữa chốn showbiz nhiều xô bồ, thị phi, Hiền Hồ đã tìm được sự tĩnh tâm trong bản thân. Vẻ giản dị của nữ ca sĩ 23 tuổi sau thời gian hướng Phật, Hiền Hồ và sư cô. Hiền Hồ không phải là nghệ sĩ nữ đầu tiên của showbiz Việt đi theo đạo Phật sau thời gian hoạt động trong showbiz. Đáng chú ý nhất phải kể đến Angela Phương, nữ diễn viên 25 tuổi thời gian vừa qua cũng đã quyết định ăn chay trường, đi lễ chùa, thiền tịnh, làm thiện nguyện và một lòng hướng tâm theo đạo Phật. Không chỉ vậy, em gái của Angela Phương là Phương Trang cũng quyết định học tập theo chị. Dù trong quần áo lễ nhưng Hiền Hồ vẫn toát lên vẻ xinh xắn. Ngoài Hiền Hồ và Angela Phương, showbiz Việt ghi nhận nhiều nghệ sĩ có tấm lòng hướng Phật như MC Đại Nghĩa, Hồ Quỳnh Hương, Việt, Phi Nhung, Phương Thanh. Vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh cô nàng tóc ngắn, cá tính, năng động cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, việc Hiền Hồ bất ngờ thay đổi phong cách của mình với mái tóc xoăn dài vô cùng nữ tính đã không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, mới đây trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ đã có dòng chia sẻ hài hước bên loạt ảnh phá cách của mình. Em hỏi cái quạt là tóc mới có không? Thế là ảnh ngồi lắc đầu cả đêm. Hình ảnh lạ hoắc của Hiền Hồ nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bên dưới bình luận. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, đa phần đều khen ngợi mái tóc mới rất phù hợp với Hiền Hồ, góp phần làm mới hình tượng nữ ca sĩ sinh năm 1997 sang thục nữ, xinh đẹp. Một số cư dân mạng bình luận, chị Hiền để tóc dài nhìn xinh hơn chị yêu ạ. Để tóc dài đi chị, tóc dài xinh hơn đấy. Xinh làm mai tóc này mà làm cô Đậu Thị là cô dâu đẹp nhất nha. Tóc mới dễ thương nè, hy vọng chị để tóc dài nhìn xinh hơn ấy ạ. Tuy nhiên, vẫn có một số fan comment bày tỏ sự tiếc nuối dành cho mái tóc ngắn phong cách đã làm nên thương hiệu của Hiền Hồ trong quá khứ. Họ kịch liệt mong mỏi thần tượng có thể quay trở lại kiểu tóc như xưa. Một số tài khoản chia sẻ, tóc này trông sợ quá, không bằng tóc cũ. Không thích lắm, vẫn thích để tóc ngắn có cá tính hơn, tóc ngắn phong cách hơn, chị đẹp ơi, yêu chị. Không thích lắm, vẫn thích để tóc ngắn có cá tính hơn. Mái tóc ngắn cá tính từ lâu đã gắn liền với một Hiền Hồ được ca ngợi xinh xắn như búp bê. Hiện tại lượng người bị thu hút bởi bài viết của nữ ca sĩ em ngày xưa khác rồi vẫn đang tăng. Lượng người tương tác bình luận vẫn rất dồn dập, bởi lẽ việc thay đổi hình ảnh của một nghệ sĩ Việt từ lâu đã là một đề tài đáng quan tâm và có sức nóng trong dư luận. Thời gian gần đây, Hiền Hồ đang cảm thấy khó chịu khi bị cư dân mạng lấy hình ảnh của bản thân để nhằm mục đích trêu đùa, thậm chí còn đem đi chế video clip hài khiến cô khá tức giận. Ha ha ha, 问什么的说呵。